Xin chào tất cả các cậu, chào mừng các cậu đã quay trở lại với Wetsuwe Anime. Các cậu có biết có nhiều thể loại như light novel, manga, anime, tất cả chúng có thể chuyển thể qua lại lẫn nhau mà ít khi gây ra sự cố rời xa nguyên tắc. Thế nhưng có một loại hình mà cứ mỗi lần nhắc đến là các fan anime lại chỉ muốn lắc đầu ngán ngẩm, đó chính là live action, là nơi chuyển hóa thế giới màu sắc của anime sang gần gũi với người xem hơn khi đưa nó trở thành phiên bản người đóng và cũng từ đó hủy hoại biết bao hình ảnh waifu và husbando trong mắt các fan anime. Tiên phong của những bộ live action dở tệ có lẽ chính là bộ này đây, Attack on Titan phiên bản người đóng. Là một fan của bộ anime đình đám Attack on Titan thì tớ thực sự không có một chút cảm tình nào đối với bộ live action nửa mùa này. Đây, để tớ kể cho các cậu nghe. Hôm đó là một ngày rất đẹp, không nắng không mưa. Tớ đã xem đến tập mới nhất của Attack on Titan và chán nản lướt web thì tớ thấy một thứ gọi là Attack on Titan live action. Thì lúc đó là chiều mới mà, đang buồn chán mà tự dưng lại thấy một phiên bản mới lạ của anime mình thích thì còn gì bằng nữa. Thế là tớ đã chuẩn bị nào là bỏng ngô, nước ngọt, hủy hết mọi kèo và trốn vào phòng, thưởng thức thứ mà tớ nghĩ là sẽ hay. Nhưng mọi thứ không như mong đợi, hơn một tiếng cuộc đời để xem một bộ phim tạp nham. Trong khi Attack on Titan là cả một siêu phẩm, khi mà nó thể hiện rõ nét về tình bạn, tình đồng đội, sự hy sinh, là ý nghĩa về tinh thần chiến đấu bất khuất của con người để hướng đến điều đẹp đẽ nhất là tự do. Xa hơn và phức tạp hơn là phép ẩn dụ về xã hội con người, đả kích chế độ độc tài với lối cai trị bằng bạo lực và các bí mật. Sự hấp dẫn chính nằm ở mối liên kết giữa các nhân vật, chủ yếu là đội quân trinh sát và các sự kiện xảy ra như khơi gợi nhiều điều mới cho khán giả. Thì live action là một mớ hỗn độn cực kỳ nhàm chán, nếu như là lấy bối cảnh và vẽ ra một câu chuyện khác thì được, nhưng không. Nhà làm phim quyết định giữ nguyên bản gốc và bêu xấu nó bằng cái mác live action. Câu chuyện giữa Eren, Mikasa và Armin cũng chẳng thành một thể thống nhất. Ở trong manga, Eren được xây dựng cốt truyện rất tốt khiến người xem thương cảm khi mà chính cậu không cứu được mẹ và phải tận mắt chứng kiến mẹ mình bị Titan ăn sống. Còn live action thì chả diễn tả được điều này, chỉ chăm chăm vào cảnh Titan ăn thịt người ghê rợn như thế nào. Kể cả khi Eren gia nhập đội trinh sát thì tất cả cũng chỉ là một mớ tạp nham. Quân trinh sát như là một đội quân ô hợp vậy, các nhân vật phụ trong manga được xây dựng hoàn chỉnh khiến họ trở thành một phần không thể thiếu trong bộ anime. Nhưng live action thì dàn nhân vật phụ gượng ép, nhạt nhòa, họ chỉ gắn cái mác nhân vật vào và bảo diễn viên diễn theo đúng cái mác đó. Như cô nàng khoai tây Sasha thì lúc nào cũng phải có khoai tây vậy. Phân cảnh quan trọng là sử dụng bộ động cơ tiêu diệt Titan cũng không được đề cập chi tiết. Cái chiến đấu với Titan thì chớp nhoáng, kỹ xảo ba xu quá tệ. Và các cậu biết thứ tệ hại nhất phá hoại bộ phim là gì không? Họ bỏ Levi ra khỏi bộ phim. Bỏ Levi đó. Rồi thế chỗ Levi bằng một lão râu ria mà lúc nào cũng toát lên một nụ cười trông khá là biến thái. Thứ duy nhất tớ cảm thấy tạm ổn là cách xây dựng hình ảnh các Titan khá chân thực và đáng sợ. Titan đại hình cũng vậy, thành ra Attack on Titan biến thành một bộ phim kinh dị không hơn không kém. Cả chị đóng Mikasa cũng khá xinh nữa, thành ra cả bộ phim tớ chỉ ngắm Titan và Mikasa. So với Attack on Titan thì Fullmetal Alchemist phiên bản live action còn đỡ hơn rất nhiều. Ở bản live action của Fullmetal Alchemist cũng được khen khá khá khi mà tạo hình của nhân vật hoàn toàn tôn trọng nguyên tắc, các nhân vật được xây dựng hình ảnh rất đúng với bản anime. Đồng thời, tác phẩm cũng rất biết cách chiều fan khi hàng loạt tình tiết quan trọng trong truyện, câu cửa miệng đặc trưng của mỗi nhân vật cũng như phong cách gây cười đều gần như được truyền tải trọn vẹn trên màn ảnh. Không chỉ nguyên tạo hình nhân vật mà kỹ xảo và các cảnh chiến đấu được làm khá là đẹp, chi tiết được cái thứ tạo nên đặc trưng của Fullmetal Alchemist, giả kim thuật, truyền tải rất chính xác về quy luật trao đổi đồng giá và khả năng của các nhân vật. Các câu hỏi tại sao trong video che lại khen lấy khen để như này phải không? Một tác phẩm hoàn chỉnh luôn có hai phần, hình ảnh và nội dung. Hình ảnh đẹp nhưng chưa chắc nội dung đã tốt. Fullmetal Alchemist chính là một điển hình như vậy. Mặc dù màn hình ảnh đã làm rất tốt, nhưng nội dung của anime là một cái bóng quá lớn khiến live action không thể diễn tả một cách toàn diện được. Một số cảnh từng lấy đi biết bao nước mắt của fan của loạt manga và anime, như khi anh em nhà Eric phát hiện ra sự thật về con Chimera biết nói tiếng người ở nhà show Tucker, thứ đã trở thành một dark meme cực kỳ nổi tiếng trong cộng đồng anime. Hay khoảnh khắc sĩ quan Mace Hughes hy sinh nay trở nên nhạt nhòa, qua loa. Một điểm yếu dễ thấy của Fullmetal Alchemist là việc tác phẩm thiếu hụt những phần đoạn gây xúc động. Những thứ này đã khiến Fullmetal Alchemist thiếu đi chiều sâu cần có. Nhưng dù sao, tổng thể của Fullmetal Alchemist vẫn tốt hơn vài live action tệ hại khác. Ít nhất là các cậu vẫn có thể xem vì tạo hình đẹp. Bộ live action tiếp theo chính là Dragon Ball Evolution. Bộ này thì khỏi bàn rồi. Từ khóa live action dở tệ luôn đi kèm với Dragon Ball Evolution như một cặp đôi không thể tách rời nhau.
Cứ mỗi lần nhắc đến thì Dragon Ball Evolution lại bị lôi lên chỉ trích chê bai. Chỉ riêng thế này, chắc các cậu cũng hiểu nó tệ hại đến mức độ như nào rồi chứ. Ngay từ khi mới bắt đầu, tác phẩm đã ngay lập tức bị chê vì không tôn trọng nguyên tắc. Thứ tố quan trọng đối với các live action là sự tôn trọng nguyên tắc của tác phẩm gốc. Nhưng Dragon Ball Evolution không hề làm được như vậy, khi mà ngay cả đạo diễn cũng đã lên tiếng thừa nhận ông chưa từng đọc qua Dragon Ball. Kịch bản của ông viết ra hoàn toàn chỉ lấy những yếu tố cơ bản của anime, rồi thêm thắt một số thứ mà ông tự nghĩ ra rồi áp vào tác phẩm. Một điều nữa là Dragon Ball đã là một bộ anime đình đám rồi, nó còn là một series anime dài tập nên để chuyển thể thành một bộ phim Hollywood dài ngang ngửa một trận bóng là rất khó. Chắc chắn sẽ không thể đào sâu được câu chuyện khiến cho nó không hề có sự chi tiết trong cốt truyện. Điều này đã khiến Dragon Ball Evolution thành một bộ phim đấm nhau triền miên không rõ mục đích. Dragon Ball Evolution cũng rất tệ về mặt hình ảnh khi mà họ đã thay đổi tạo hình của tất cả các nhân vật, thậm chí phim còn biến Goku thành một anh Tây cao trắng hôi, biến tất cả nhân vật thành công dân Mỹ chính hiệu, phá bỏ hoàn toàn hình tượng của các nhân vật. Sự tương đồng với nhân vật nguyên tác rất quan trọng, thế nhưng nhà sản xuất vẫn giữ vững chính kiến của họ. Mặc dù bộ phim này đã được đầu tư khá kỹ lưỡng khi mà nhân vật chính đã tự học võ thuật trong vòng 6 tuần để có thể diễn những phân cảnh chiến đấu mà không cần người đóng thế. Cách sử dụng công nghệ và kỹ xảo của Dragon Ball cũng được chăm chút khá tốt. Dragon Ball Evolution hoàn toàn có sự đầu tư nghiêm túc, đủ để biến phim trở thành một siêu phẩm phòng vé nếu như nó không phải là live action của một bộ anime quá nổi tiếng khi live action bị lu mờ hoàn toàn. Cái tên cuối cùng cũng là cái tên bị gọi lên khá nhiều mỗi khi nói về live action, Death Note. Nhưng không phải phiên bản của Nhật, vì ở trong phiên bản Nhật, tạo hình của L thực sự tuyệt vời. Các cậu hãy chiêm ngưỡng vẻ đẹp u mê này đi, có ai mà không lắc lư trước nhan sắc này chứ, đẹp trai là được tha thứ. Nên chúng ta không hề nói về phiên bản này, mà chúng ta sẽ nói về phiên bản Netflix Adaption. Phải nói đây là một phiên bản chuyển thể khá hề, nó tràn đến nỗi tớ thực sự không biết nên chê từ đâu đây. Ưu thi đầu tiên là tạo hình đi, chắc chắn sẽ là những công dân Mỹ thủ vai rồi. Trong khi bản gốc, cả hai nhân vật Light và L đều là người da màu, thì ở phiên bản này, Light là một anh chàng da trắng và L là một người da màu. Không chỉ vậy, trong khi ở phiên bản gốc, Light toát lên vẻ sắc sảo bao nhiêu, thì ở bản America, Light lại trở nên ngố tàu bấy nhiêu. Tạo hình của Light khá là chán khi chọn nhân vật để bám theo bản gốc nhưng là phiên bản tệ hại hơn. Cách thức mà bộ phim xây dựng tính cách cũng rất tệ, đặc biệt là Light. Bỏ qua tiếng hét mỹ nữ đầu phim đi, Light của Netflix được xây dựng hình ảnh chẳng khác gì một tên tâm thần béo tưởng cả. Đã không toát lên được vẻ thông minh lạnh lùng như trong nguyên tác rồi, lại còn hành động kiểu đần đần. Light trong anime thì làm vua, thao túng mọi người, thì Light Netflix lại là con người tốt để mọi người thao túng, chán hẳn. Chưa kể, còn có những hành động trẻ trâu như một thanh niên mới lớn, thích thể hiện khi mà vừa gặp Mia đã tiết lộ mình là Death Note để tán gái hay gì không biết. Vừa gặp L đã tiết lộ mình là Kira, chẳng khác gì bảo tay ta đây, mày còng đi. Kể cả L, không nói đến tạo hình thì phần xây dựng tính cách của L cũng khá là tệ. Từ một L trầm lặng nói nhỏ nhẹ, bình tĩnh, nay lại trở thành như đứa con nít, thích la hét và nổi giận với những người không làm mình hài lòng. Chưa kể đến yếu tố máu me trong live action quá nhiều. Khi anime, Kira hầu hết cho chết vì đau tim, khiến anh như một vị thần có thể thao túng tất cả. Thì Kira Life không khác gì một tên sát nhân cuồng sát. Trên đây là ý kiến của tớ về những bộ live action khá tồi tệ. Còn các cậu thấy thế nào về những tác phẩm này? Hãy cùng comment ở dưới nhé. Cảm ơn các cậu đã đón xem video. We're too good. Out.